Rồi, tiếp tục video chiều nay mình giao lưu cho các bạn một cái cây mai ghép cúc. Cái này là cây ghép đã già mùa rồi, nói chung hơn 3 năm rồi. Này, kiểu vật ghép nó liền như cây rin luôn, nó kéo hết vòng tròn của cái mạch cách này luôn rồi. Đây. Đó, đây là cái thuộc rin nha, thuộc rin ghép bỏ nha. Thân của nó là mình so sánh bằng cái dây keo nha, so sánh bằng dây keo này không đó, nó nhỏ hơn dây keo một tí thôi, nhỏ hơn so với cái vòng tròn thôi, chứ còn cái bờ ngang của nó là nó ngang cái dây keo đó. Gục đớ này bây giờ nó nằm ở sâu dưới nó này, đây phần ở trên lớp đất này là nó bị sập xuống so với bề mặt chậu rồi. Đường lách lượng thoát thân từ gốc lên từ thân này, cái đoạn ghép này nè, nói chung là cây là ghép sát gốc nha, cây dân lâm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo các kích thước thông số chiều cao độ rộng tán của cây cho mọi người tham khảo. Cây thì nó có chiều cao là 74 cm, tán ngang sau khi bấm cô lại thì còn 30. Đó. Rồi cái mạch kho nó đây, một bông chùm nhìn này, còn một bông chùm, còn một cái chùm bông nữa là mình ngắt lấy bỏ luôn. Đó. Cúc này thì nói chung mà nó cũng nó lai thôi chứ nó không có được nhà đơm nhiều lớp nha. Đó, nó lai thôi. Và là nó bông hoa cuối cùng của cây này. Được thấy là kích cỡ của cái bông cúc này nó lớn. Để mình đỡ ấm chân cho mọi người xem này. Kích cỡ của nó là 5 cm nha. Đây, cái bản ngang của nó này. Đó, 5 cm. Không. Vừa tròn trềm 5 cm luôn. Bông này thì được cái là lâu tàn, màu vàng nó tươi, cánh dày nhụy rõ ràng đó. Rồi thì cái này mình muốn giao lưu cho anh em giá là 600.000 là bao cước nha anh em, 600.000 bao cước. Bây giờ cái này nó phong nó cao quá. Đối với cây mini già mà ghép liền đạt như cây rin rồi thì giá đó là nó hợp lý nha nè. Tiền cước nói chung nó cũng căng. Rồi anh em nào thích cây này liên hệ nha, 600.000 mình bao cước cây mai cúc ghép lâu năm, liền lạc quất ghép như cây rin rồi, gốc đỡ đẹp nữa.